nó trông đẹp hơn nhiều so với nhiệm vụ 2. Mặc dù chúng tôi vẫn đang chờ đợi để tìm hiểu ngày phát hành và giá cho tai nghe VR thế hệ tiếp theo của PlayStation 5. Sony đã tiết lộ rất nhiều chi tiết chính, thông số kỹ thuật, thiết kế và thậm chí cả một trò chơi đã được xác nhận. Theo nhiều cách, PlayStation VR 2 trông giống như tai nghe mà chúng tôi muốn dành cho PS5. Một thiết kế mới được tiết lộ hôm thứ Ba cho thấy tai nghe có cách phối màu phù hợp với PS5 và tấm tre kiểu băng đô tương tự nhưng nhỏ hơn so với PSVR đầu tiên của Sony. Khả năng theo dõi mắt có độ phân giải cao, zoom. Được trang bị máy ảnh của tai nghe PlayStation thế hệ thứ 2 của Sony trông giống như chúng phù hợp với các thông số kỹ thuật cao cấp mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, một điều còn thiếu là không dây đầy đủ như Quest 2. PSVR 2 được kết nối USB-C với PS5. Đầu năm nay tại CES, Sony đã tiết lộ rất nhiều chi tiết về tai nghe VR thế hệ tiếp theo được mong đợi của mình. Đây là bản cập nhật cho PlayStation VR mà Sony đã phát hành cho PlayStation 4 vào năm 2016. Sony đã tiết lộ thêm thông tin chi tiết về tai nghe trong một số lần nhỏ giọt. Thông số kỹ thuật đã được tiết lộ vào tháng 1 trong một bài đăng blog chi tiết, trong khi bộ điều khiển VR chuyên dụng thú vị của nó gợi nhớ đến bộ điều khiển DualSense của PS5 đã được tiết lộ vào năm ngoái. Chúng ta cũng biết về một trò chơi độc quyền, Horizon Call of the Mountain, lấy bối cảnh trong cùng vũ trụ với Horizon Zero Dawn và Horizon Forbidden West. Tai nghe VR hứa hẹn sẽ có phản hồi rung độc đáo và bộ điều khiển với cảm ứng tiên tiến, cùng với tính năng theo dõi mắt trường nhìn 110 độ và kết xuất hoàn thiện. Một công nghệ chỉ tập trung vào vị trí lỗ mắt đang tìm kiếm để tối đa hóa độ phân giải, nhận được nhiều cú đấm đồ họa hơn với ít pixel hơn. Trưởng bộ phận R và D của PlayStation của Sony, Dominic Malinson, đề xuất tính năng theo dõi bằng mắt có thể sẽ trở lại trong cuộc trò chuyện năm 2019 với Cinet. Nó có vẻ là một trong những tai nghe VR thay đổi trò chơi lớn được mong đợi vào năm 2022. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính mà chúng tôi biết cho đến nay, màn hình OLED. Với độ phân giải 2000x2040 pixel mỗi mắt, tốc độ khung hình 90Hz và 120Hz trường nhìn 110 độ theo dõi ánh mắt và kết xuất đáng kinh ngạc, ống kính có thể điều chỉnh tách rời rung trong tai nghe âm thanh 3D micro tích hợp và rắc cắm tai nghe âm thanh ra 4 camera bên ngoài để theo dõi, kết nối USB-C, đơn bộ điều khiển có cổng USB-C. Bluetooth 5.1 pin có thể sạc lại, theo dõi 6 dot, theo dõi ngón tay bằng cách sử dụng các nút cảm ứng điện rung và tia hồng ngoại. Haptics và bộ kích hoạt xúc giác chuyên dụng như bộ điều khiển DualSense. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!